cho nó dễ thương và phù hợp với màu môi của chúng ta. Kế đến là màu của má hồng. Thì chị Bí Đỏ sẽ chọn màu má hồng như thế này cho nó thật là dễ thương nè. Tiếp theo thì chúng ta sẽ lựa chọn trang phục cho các bé nha. Đây là kiểu tóc. Cũng có khá là nhiều kiểu tóc cho chúng ta lựa chọn. Riêng chị Bí Đỏ thì Bí Đỏ sẽ chọn kiểu tóc như thế này cho thật là nhí nhảnh và đáng yêu. Đây là phần để chúng ta trang trí cho kiểu tóc. Thì cũng có nơ, có cài tóc hình tay thỏ nè, nón nè. Ở đây thì chị Bí Đỏ sẽ chọn với kiểu tay thỏ như thế này cho thật là nhí nhảnh. Kế đến là phần túi xách thì ở đây thì chị Bí Đỏ sẽ chọn phần trang phục trước nha. Ở đây thì có hai bộ cung màu hồng, thì chị Bí Đỏ sẽ chọn bộ này để cho nó được nổi bật và cũng rất là dễ thương. Chúng ta sẽ chọn lại phần chị Bí Đỏ sẽ chọn một cái túi xách, cái giỏ xách như thế này thì có vẻ dễ thương rồi phải không các bé. Kế đến là phần trang sức cho các bé nè. Ở đây chị Bí Đỏ sẽ chọn phần trang sức như thế này cho nó thật là dễ thương. Và đây cuối cùng là phần chọn giày cho các bé. Ở đây thì chị Bí Đỏ sẽ chọn đôi giày như thế này cho thật là dễ thương. Có dễ thương không nào các bé? Bây giờ thì chúng ta sẽ xem nào. Wow, thật là dễ thương phải không các bé? Trông rất là nổi bật và dễ thương cho tuổi mới lớn. Video của chị Bí Đỏ đến đây là hết rồi. Mến chào tạm biệt tất cả các bé nha. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký phía dưới để theo dõi những video tiếp theo của chị Bí Đỏ nha.